Anh không phải muốn đâu, muốn 80 cân. Cái này mà xà này vẫn phải làm cột giữa. Cái này cột giữa thì chú bảo là... Nhưng mà chú không làm cột giữa rồi nhỉ? Nó yếu. Anh cứ chắc ăn. Chuồng này là anh tốn được một hàng cột nữa rồi đấy chú ạ. Chuồng kia toàn hai hàng cột thôi. Hôm nọ anh còn chưa làm cái chống phụ cái em phù đu ở kia nó đéo dùng như nào. Ủa, hay quá nhỉ. Thoải mái nhưng mà vẫn phải chống. Hôm nọ anh chưa cho chống phụ đấy á. Ừ. Em ra em đã... Không có gì hả? Chạy xoay mương có nước canh, có canh chảy đều kia. Chuồng này anh làm trước, chuồng nhưng mà chỉ tính sau. Quên đến như bỏ cái này. Mình đến đi ven bờ đi rồi, bờ ố phân này thôi. Thế thôi, chứ anh không không. Mà ngoài thì vẫn cho ấy thì cho một hàng. Đừng mang anh mang nước thoải mái. Bác anh nó uống, thật ra mà nói là thằng ngoài là có mà nào. Anh bảo uống, thằng ngoài là hai nào uống. Ba tuổi rồi này này của đây rồi này qua ngân hàng mất rồi ba tuổi chuồng này cũng vẫn lưu ý ba phân chơi đi mà cũng cửa đây. Going to kill what's in the door.